Sở Tài nguyên và Môi trường vừa triển khai nội dung công văn số 922 của Bộ Y tế về tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 F0 được cách ly, theo dõi tại nhà, nơi lưu trú đến các đơn vị địa phương để thực hiện. Theo công văn, Bộ Y tế lưu ý, chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 đang được quản lý tại nhà, bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc F0 thải bỏ, được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi. Bên ngoài túi, thùng đựng chất thải có chữ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có F0 cần phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành và đơn vị liên quan xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh của các trường hợp F0 đang quản lý tại nhà trên địa bàn, đồng thời bố trí người thu gom các túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm của các trường hợp F0 được quản lý tại nhà để đưa đến nơi lưu giữ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp do địa phương lựa chọn để xử lý theo quy định.